Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn xem kết quả quay thử xổ số Đài Tây Ninh thứ năm ngày 19 tháng 11 năm 2020. Xem kết quả xổ số hôm nay kính chúc quý vị và các bạn luôn gặp nhiều may mắn. Kết quả quay thử xổ số Tây Ninh: giải 8, 2, 3, giải 7, 4, 6, 3, giải 6, 3, 7, 1, 7, 2, 3, 2, 6, 8, 9, 3, 5. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn.